Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Như các bạn vừa thấy, mình có đi ra ngoài sông và bắt được rất là nhiều chai, toàn chai to các bạn ạ. Rất là to, toàn chai béo. Và bây giờ mình cùng đi chặt tre để làm dụng cụ nướng các bạn nhé. Công đoạn chuẩn bị cũng đã xong. Bây giờ mình cùng đi kiếm củi về để nướng chú trai nhé. Bây giờ mình cũng đi lấn chai nhá. Sẽ xem nào. Mình đã ngửi thấy mùi thơm từ chai rồi các bạn ạ. Trong khi chờ đợi chai chín thì mình cũng đi làm gia vị để chấm nhá. Gia vị mình chuẩn bị gồm có mì chính, muối, chanh, ớt và tỏi. Sau đây mình sẽ cho muối. Mì chính.
ít tỏi. Ớt các bạn ạ. Mình cũng dã nha. Chấm ngon lắm các bạn ạ. Chai cũng đã chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng lấy ra để thưởng thức nhé. Wow, ngon quá các bạn ạ. Thấy thì mình đã gỡ chai ra. Những con chai rất là béo, rất là thơm, người đã muốn ăn luôn rồi các bạn ạ. Wow. Bây giờ mình cùng thưởng thức nhé. Rất là ngon các bạn ạ. Dưới một cái dạng tre rất là mát, thưởng thức những chú chai béo ngậy, cảm giác trên cả tuyệt vời. Mình cũng ăn tiếp nhé. Chú chai này rất là to. Vừa xem video của mình thì thấy mình có đi mò những chú chai ở bờ sông và tự tay mình nướng tại một dạng tre quê hương mình, rất là yên tĩnh và mát các bạn ạ. Nếu như các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì cho mình xin một like và ấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.